xin chào anh chị em và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay lại với trung tâm xe máy Thành Tâm. Thì hôm nay là Thư sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái mẫu sản phẩm. Thì nhìn qua thì mọi người đã biết đây là cái con Vision rồi. Thì cái mẫu Vision này là mẫu Vision 2018 nha các bạn. Thì cái con xe này thì là một cái dòng xe phổ thông, mà hầu như là khi mà chúng ta mà lựa chọn á, muốn tìm mua một cái con xe thì cái mẫu Vision này luôn luôn nào cũng nằm trong cái danh sách lựa chọn của mình hết. Thì từ những cô chú cho tới là những anh chị em trẻ tuổi thì đều là có thể sử dụng được hết. Thì cái mẫu xe này là nó không kém, mà là phải nói là được là ưa chuộng nhất hiện nay luôn á. Thì hiện tại là cái con xe này là mới vừa về bên Thư, thì hôm nay Thư Sư sẽ giới thiệu sơ qua cho mọi người tham khảo, và sau này và sau cái clip này thì Thư sẽ báo giá cái dòng xe này để cho mọi người biết giá mà để dễ lựa chọn nha. Thì nhìn tổng quan á thì cái con xe này á thì Thư đánh giá là nó mới tầm cỡ 85% luôn á. Thì bây giờ Thư mời mọi người đi một vòng để tham khảo cái con xe này ha. Bây giờ cái tông màu của cái con xe này chủ đạo là cái tông màu đen nhám kết hợp với cái bộ tem màu đỏ, thì nó sẽ tạo lên một vài cái điểm nhấn để nổi bật cho cái con xe này. Thì cái dòng xe này thì xài cái hệ thống là phun xăng điện tử FI thì nó tiết kiệm được nhiều nhiên liệu hơn. Đây, đầu đèn xuống nó vẫn còn mới. Thì cái mặt nạ của cái mẫu Vision này thì mình nhìn sơ ngang thì thấy nó giống như cái mặt nạ của mẫu XH á. Đây, tem Vision nằm chính giữa. Mặt nạ này là mặt nạ được chủ cũ người ta thay đổi độ lên cho nó đẹp rồi nha mọi người. Thì hệ thống đèn thì vẫn là xài cái đèn halogen, đèn nhan và đèn trên này thì đều xài hệ thống đèn halogen. Xuống đây mỏ dè, đây vẫn còn nguyên si một màu đen nhám, phuộc mâm, đĩa heo dầu. Thì nói chung là ốc thì nó vẫn còn sơn zin, cái con xe này thì vẫn chưa có sự tháo lắp gì hết, nó vẫn còn zin. Thì theo như cái thời gian thì nó bị giống như là có một cái độ hao mòn thôi, thì nó cũng có chầy sơ nhẹ một chút đỉnh á. Dòng về cái dàn áo phía bên trái này thì các bạn đi một vòng để từ từ xem cái con xe này nó có mớp gì hay không nha. Một cái dàn tem Vision màu đỏ nó là một cái điểm nhấn nổi bật cho cái con xe này, vì nó cái tông xe nó chỉ đạo là cái màu đen nhám thôi. Đây, dàn áo phía sau thì chạy sơ sơ nhẹ nhẹ thì có đó, nhưng mà nhìn kỹ thì mới thấy. Nhưng mà thật sự là cái xe này là nó không bị cấn mớp hay bị té ngã gì hết trơn, cho nên là mình không có thấy được cái tì vết mớp cấn gì của nó hết. Xuống dưới cái dàn chân của cái xe này thì các bạn cũng thấy là sơn ốc nó vẫn còn nguyên, cho nên là xe này thì nó chạy nhẹ thôi, chứ đảm bảo là vẫn còn nguyên si nguyên zin, không có thay đổi gì hết. Cái mâm cản thì cũng sử dụng cái tông màu đỏ để cho nó phù hợp với lại cái tem. Thì vậy nhìn con xe nhìn sơ thì nó có một cái nét mạnh mẽ, rồi có một cái vài điểm nhấn nó rất là nổi bật. Tem Vision chữ nổi đây, phuộc đây cũng là phuộc đỏ, lọc gió nồi. Thì lọc gió với nồi thì Thư thấy là ở bên ngoài nó chày nhẹ thôi các bạn ơi, chứ nó không có chạy sâu, không có ăn vô thịt, chạy sâu chỉ chạy nhẹ thôi. Thì xe mà đi như vậy thì tôi thấy nó cũng khá là kỹ rồi. Dòng lên đây cũng là cái dàn tem đỏ tạo một cái điểm nhấn đây. Thì cái con này là đi 31.338 km chính xác luôn, là 31.338. thì nó vẫn còn xài cái ổ khóa thường nha, chứ chưa có lên cái hệ thống khóa smart key thông minh đâu. Những cái cụm công tắc này thì nó vẫn còn nguyên. Thì Thư mời các bạn chỉ đi tham khảo, đi tham quan một vòng để xem cái con xe này cái độ mới nó như thế nào thôi, chứ cái dòng Vision thì nó không có xa lạ gì đối với mình rồi, đúng không? Thì cái mẫu xe này thì thường là thích hợp nghiêng về cho những chị em phụ nữ các cô hơn. Nhưng mà với cái tông màu đen như thế này thì những cái anh nam cô chú thì vẫn sử dụng được. Thì mọi thắc mắc hoặc là cái chi tiết gì về cái con xe này thì mọi người cứ inbox cho Thư. Hiện tại thì cái giá xe này đang bán ở
cái cửa hàng Thành Tâm Thư với giá là 27.500. Thư luôn lúc nào cũng báo giá sẵn, thì chỉ có những cái anh chị em nào có nhu cầu hoặc là thật sự thích á, thì cứ inbox hỏi về những cái chế độ ưu đãi hỗ trợ trả góp hoặc là bảo hành xe thì Thư sẽ giải đáp cho mình ha. Thì Thư xin hẹn gặp lại mọi người ở video sau, thì Thư sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người những cái mẫu xe khác. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.